Rồi. Cô nhìn sao vậy? Cô. À, dạ bác sĩ ạ. Cô ấy sao rồi ạ? Không sao đâu, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi được. Dạ vâng. Nhưng mà cậu sắp được làm bố rồi thì bác sĩ hiểu nhầm rồi, em không phải là chồng cô ấy. Tiên, cô nên nhớ, tôi đã giúp cô, đưa cô vào đây, cô có lương tâm không vậy? Cãi nhau cái gì? Đây là bệnh viện, muốn biết con của ai, xét nghiệm ADN là được. Dạ bác sĩ ạ, kết quả sao rồi ạ? Chúng tôi có kết quả rồi, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ con ai không còn quan trọng nữa đâu. Sao lại thế ạ? Chúng tôi xét nghiệm rồi, bị cậu vô sinh. Lên trời, trời cao không có thâu. Dạo này anh làm sao đấy? Anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ. Anh là trụ cột gia đình. Anh mà có mệnh hệ gì thì mẹ con em biết phải làm sao. Bỏ ra. Bắt tên. Cú đi. Anh làm sao đấy? Đừng nói nhiều. Đi ôn. Lại là anh à? Hôm nay tôi giúp anh một việc lớn như thế, mà đến sao hỏi tôi cũng không được à? Cút! Hôm nay không phải tôi làm giả kết quả, anh đã bị con mẹ đấy ăn vạ rồi đấy, mày biết lừa đảo. Lan à! Mày làm tan nát cả gia đình tao rồi đấy, cút đi! Rồi anh xin lỗi vợ, anh đã trách nhầm vợ rồi. Trời.